ới sồi ôi trước những pha xử lý khó hiểu nhất vũ trụ. Trải thấm thảm làm vài kiểu ảnh thơ thật là thơ. Và phanh gấp chị gái ơi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi. View thì đẹp đấy, sống ảo thì bái cháy mọi chat đấy. Nhưng mà hậu quả thì không lường được đâu. Nó mà tuột thẳng xuống đấy thì chị chỉ có nước về với gió thôi. Chơi đá bóng phiên bản lấy thịt đè người. Ỉm. Ôi trời ơi. Trình độ không quan trọng bằng thái độ em nhá. Biết điều anh còn tha cho. Chứ háo thắng xông lên anh ỉm một phát là bay ra sân liền. Thằng cháu bố láo, dám trêu ông già như thế này đây. Ý ơi, bay nguyên hàm răng rồi. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay. Chơi vui có xíu thôi mà thiệt hại nặng nề quá. Ông đeo cái hàm giả vào đi, mình chơi tiếp này ông ơi. Cậu bé có biểu cảm sâu kiêu nhất năm, nhất là khúc cuối đây này, biểu cảm phát ra tiếng cười luôn. Là trời, niềm vui của con nít đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Chắc em nó ở nhà lâu ngày, nay mới được xuất chuồng đúng không cô em? Bác thợ ơi, ngó giùm con cái xe coi nó có bị gì không vậy? À ok, dễ mà. Tao lại mày rồi ơi! Ôi mày lại mày luôn! Ủa là sao ba? Là bác đã sửa giữ chưa? Tự dưng biến lợn lành thành lợn què thế này, đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Cũng mắt chen anh và em trên chiếc xe sang, nắm tay nhau thật là chặt, hứa với nhau thật lâu, nhưng mà nó lạ lắm. Hiểu kiểu gì? Không thiếu đại biệt, một bếp luôn cho ba bốn thằng lừa đảo. Bỏ tay với cái hai ông thần ế này thôi. Thôi chốt lại là hai ông đến với nhau luôn đi. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Khi tôi chọn khác người nhưng với mãi mà không tới. Cố lên nào anh ơi, sắp lên đến đỉnh rồi. Yo yo yo. Ôi dồi ôi, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Nhưng mà lối này anh chọn hơi ngoằn nha anh. Người ta lên từ 7 đời rồi ông vẫn còn lon ton ở đấy. Ây ây, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Thấy em bé lấy là phải nhường em cơ. Trước xương sau thế mấy sau. Tình giữa anh em có chắc bên đâu. Này thì nhường này. Anh đẩy phát một thằng em lao thẳng xuống mương. Anh em, nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng nghe không. Bà cầm máy quay, bà cười như điên luôn đó trời. Ư là trời, cười người lúc trước lúc sau người cười. Này thì cầm cam liêm máy, hát cho một cái chạy té khói té đất. Nhạc thì hay đấy, nhưng mà tôi thấy có cái này nó hay hơn nhiều. Ăn ẵng 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 ẵng. Hả? Rồi ghế chưa? Chó cắn rất là nhịp nhàng, khớp với từng điệu nhạc luôn mới ghê chứ lị. Hôm nay bé đi du thuyền, bắt gặp cảnh chiều chiêu thật là chiêu. Lại phải sống ảo thôi. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Bởi vì lúc mất mạng cũng nói luôn. Ẩu quá nha gái, sơ hở là làm mồi cho cá chứ không đùa được đâu. Đang mượn toilet, live stream tóc tóc thì nhỏ bạn xông vào đóng cửa két rầm. May là chưa tụt. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng. Tụt huyết áp thật chứ. Xém nữa là bay nguyên 20 năm gìn giữ của em nó rồi. Mà nhỏ bạn kia cũng ác ghê, live stream đúng biêu xịn. Đây là tôi khi tập sim quá 180 phút, cứ phải gọi là ao trình. Không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất ăn đủ. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất
Rồi rồi, có chắc về được đến nhà không? Chị em thấy là chân chị sắp rụng đến nơi rồi đấy. Đây đây, thêm anh trai tập tạ nữa. Nhìn rất là ngầu, nâng phát nào là chấp phát đấy. Đó. Ui rồi, ending game. Chuyến này ra đảo nghỉ hơi lâu. Chúc anh sớm quay lại sàn tập nhé. Nhìn anh thân trắng nõn nà, anh ngồi xuống phát là xong luôn. Tớ anh là phải như vậy, thủy tinh còn phải tịt luôn cơ mà. Người béo cũng có lợi phết đấy, không đùa được đâu. Ta anh đã quá khổ rồi, thương anh. Trèo đèo lội suối đã cực, còn vác thêm cục tạ trên đầu nữa thì đúng là ối rồi ôi luôn. Ai ai, sức mạnh của một cú đánh là hú hồn giật hết cả mình. Cái gì vậy bà nội? Phải bị điên à? Hời ơi, tính ra người ta đánh trống đánh chiêng không đánh gì mấy bà luôn á trời. Chắc là mải buôn dưa lê bán dưa chuột có tật giật mình đúng không? Kìa, tôi thấy bóng dáng ai đó lạ lắm rồi nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa alo, mình có đang nhìn lầm không vậy? Khó thế này mà cụ cũng làm được sao? Cho hỏi cụ, có phải người trần mắt thịt không vậy? Chị đẹp chiến thắng xả vai hơi sớm khiến khán giả ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Nó ở cái tập chắc. Dưới khán đài trước mắt lia lịa luôn. Chị đẹp sâu có xíu mà anh em xỉu ấp xỉu đào, xỉu qua cả màn hình rồi đây này. Bắt đền nhá. Và chung cuối chính là chuyên mục review nhẹ nhàng tình cảm. Túm cái váy lại thì sau khi lên hộ lên thuyền của mình đi va vi vu một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối rồi ôi làng nước ơi, thì các bạn cảm thấy thế nào? Có cười thả ra là thoải mái không nhở? Nếu chưa đủ độ phê thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo của Vũ Trụ Hài. Chúng mình sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mình lại đi lượn lờ hóng miếng tiếp đây. Bye bye!